mạnh lên đi cưng. Đúng là bàn tay của trai đẹp, bóp tới đâu vậy nó đã tới đó vậy. Dạ mà chị Hoa ơi, xíu nữa chị Hoa cho em xin thêm tiền nha. Xin tiền nữa hả? Dạ. Hôm qua bà Hoa mới cho rồi mà sao xài dữ vậy cưng? Dạ tại bà má của em dưới quê á, tự nhiên bà xảy ra bệnh cái giờ em phải cần thêm tiền để gửi về quê cho bà mua thuốc chữa bệnh. Thấy không, hay chơi bời gái gú đó. Trời có đâu chị Hoa, em thề chị Hoa luôn á, em nói thiệt hết á, em mà nói xạo em là con chó. Hoa không có mong Quân làm con chó đâu. Dạ mà chị Hoa này cũng thiệt tình ghê. Hôm nay á, đáng lẽ là người ta có tiết học ở trên lớp á, mà người ta nghỉ học, người ta sắp xếp qua chị Hoa rồi. Chị Hoa nghi ngờ người ta nữa. Vậy hả cưng? Ủa chị Hoa chị làm gì vậy? Hoa thấy là Quân không có nhiệt tình với Hoa, không có tận tình với Hoa. Em vẫn chưa hiểu ý của chị Hoa lắm á. Trời ơi, cái mặt ngờ ngờ thiết ghét à. Dạ. Nói vậy mà cũng không hiểu nữa. Dạ. Vậy không lẽ ý của chị Hoa là tụi mình... Đúng rồi. Dạ mà chị Hoa ơi, em nói thiệt với chị Hoa luôn á, nếu mà tụi mình này với nhau á, em cũng không biết bắt đầu từ đâu hết á chị Hoa. Vậy hả? Dạ. Quân không biết bắt đầu từ đâu hết hả? Dạ. Vậy để Hoa dạy cho nha. Ừ. Dạ, em cởi áo hả chị Hoa? Đúng thôi. Mà khoan đã chị Hoa ơi, em cứ cảm thấy nó bị căng thẳng quá chị Hoa. Em cảm thấy mình chưa sẵn sàng lắm chị Hoa. Sao vậy? Chắc chê Hoa xấu chứ gì? Dạ đâu có chị Hoa, bậy bạ hết sức à. Trời ơi, em thấy chị Hoa còn đẹp lắm á. Chị Hoa trẻ trung, trẻ cũng chết luôn á. Vậy thì làm đi. Dạ, làm giờ luôn hả chị Hoa? Ừ. Dạ, để em làm. Tôi ghét ghê không? Làm gì mà nhắm hai con mắt không dám nhìn qua vậy? Bộ qua xấu lắm hả? Dạ đâu có qua. Qua còn trẻ, còn đẹp dữ lắm ơi. Còn trẻ đẹp lắm hả? Dạ dạ.